5 tình huống con người chạm trán cá sấu mà bạn không nên xem Cá sấu là loài sinh vật rất hung ác tại các đồng lầy châu Phi và trên các con sông tại Ấn Độ và các nước trên thế giới. Nó còn mệnh danh là vua đồng lầy. Chúng có kích thước dài đến 3 mét và nặng hàng tấn. Với lực cắn cực mạnh và nuốt chửng con mồi mà không cần nhai, là nỗi khiếp sợ của muôn loài kể cả đối với con người. Vậy nó có thực sự khiếp sợ đến thế không? Thì ngay sau đây, mời các bạn cùng theo dõi 5 tình huống đáng sợ nhất của con người khi chạm trán cá sấu năm, Ở rìa một con sông nhỏ tại Ấn Độ có nhóm du khách đang đi săn những khoảnh khắc về loài cá sấu khổng lồ. Đúng như lịch trình họ đã thấy một con cá sấu đang bơi gần đó. Anh hướng dẫn viên đã lấy ra một miếng thịt dụ con cá sấu đang đói về gần con thuyền của du khách. Tất cả du khách đều thích thú lấy máy quay ra ghi lại con cá sấu nhô đầu lên đớp miếng thịt. Anh hướng dẫn dường như đã quá quen thuộc với con cá sấu này. Anh đứng gần mà không hề lo sợ về cái hàm với bộ răng sắc nhọn của cá sấu. Tất cả du khách đều rất ngạc nhiên về độ to lớn của nó. Khi này, anh ta còn mô tả cho du khách về con cá sấu khổng lồ này. Thậm chí anh còn quay video sát mồm con cá sấu. Sau khi cho ăn xong, anh hướng dẫn cũng lên thuyền về di chuyển đi khu vực khác. Nếu là bạn thì có dám đứng cạnh con cá sấu to lớn như vậy không? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận của mình nhé! 4. Một nhóm các chàng trai đang đi câu cá tại một con sông vô tình nhìn thấy cá sấu rất to lớn đang nắm phơi nắng trên bờ sông. Các anh không ngần ngại, liền tiến lại cần xem cho kỹ. Thì thật bất ngờ, con cá sấu quay lại phía con thuyền, làm cho các anh sợ phải hét thật to ngay lập tức đã nổ máy tránh xa con cá sấu to lớn. Cũng may mắn là con cá sấu chỉ không muốn bị làm phiền, đã lặng lẽ lặn xuống dòng nước. Khi này, các anh chàng mới được phen hú vía và đã rời đi. 3. Hai người đàn ông người Indonesia đang treo thuyền thì bất ngờ thấy trong bụi cây có một con cá sấu khổng lồ đang há to mồm nằm thư giãn. Họ đã rất to mò tiến lại gần để xem. Khi đến gần, bất ngờ người đàn ông lấy ra một túi thức ăn như đã được chuẩn bị từ trước. Anh ta nói chuyện rất nhẹ nhàng tránh làm kinh động đến chúng. Nhưng dường như con cá chẳng hề để tâm đến hai ngư dân vẫn nằm bất động như không hề có chuyện gì. Người đàn ông thấy vậy tiến lại căng gần và tiếp tục trò chuyện với nó. Sau vài phút, họ đã thấy con cá bắt đầu di chuyển. Nó quay đầu hướng thẳng tới con thuyền. Nhưng thật bất ngờ là người đàn ông không hề sợ hãi và còn rất thản nhiên ngồi để nó đi qua chân. Kích thước con cá phải to gấp nhiều lần cơ thể anh. Rất may mắn là nó không có ý tấn công với người đàn ông và lặng lẽ bơi ra xa con thuyền. 2. Ở đất nước Ấn Độ, dường như họ sinh sống cùng loài vật to lớn và nguy hiểm này. Tại đây có rất nhiều các du khách thích đi ngắm những con vật hoang dã và nguy hiểm ngay trên coi sông. Khi họ đang di chuyển bất ngờ, một con cá sấu khổng lồ nổi lên mặt nước như khúc gỗ đang trôi tiến lại gần đoàn du khách nhưng nó chỉ quan tâm đến miếng thịt mà một người đang cầm để dụ nó lại gần hơn. Nó đúng là một sát thủ máu lạnh khi tiến sắt con thuyền, nó vẫn từ từ đi theo miếng mồi ngon và tiến lại gần bờ sông, liên tục ngoi lên cái miếng thịt. Nó cũng đã biết mình đang bị con người treo nên chẳng có gì phải phục đức, vẫn từ từ đớp từng miếng. Cuối cùng nó cũng ngoạm được miếng thịt, nhưng như vậy là chưa đủ cơn đói của nó. Người hướng dẫn viên đã lấy ra miếng thịt khác để nhử nó nhô đầu lên tận mạn của con thuyền. Khi này, du khách đang rất thích thú và hò reo cũng như cười đua. Một, trong một khu bảo tồn động vật hoang dã có một cô gái rất xinh đẹp đã có một hành động rất lạ là lạ tiến lại gần hồ nước nơi có một con vật nào đó đang mắc kẹt tại đây. Cô đang cố tìm cách giải cứu con vật màu trắng. Cô đang loay hoay tìm cách giải cứu thì bất chợt có một vật gì đó đang lao về phía cô gái và con vật kia cũng rất hoảng sợ. Nhìn kỹ phát hiện ra một con cá sấu với kích thước rất lớn. Cô nhanh chóng chạy lui lại về phía sau nhưng thật không may mắn cho con vật màu trắng kia đã bị nó lôi đi xuống nước. May mắn cho cô gái đã chạy kịp thời. Oh Khi con cá sấu đã lặn xuống nước thì cô gái cũng ra về trong hoảng sợ. Vừa rồi là năm khoảnh khắc đáng sợ của loài vật hung dữ nhất hành tinh. Nếu là bạn thì bạn có dám tắm trên các con sông như trong video không? Hãy để lại bình luận nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Thấy hay hãy like và tiện thể đăng ký DCB online để nhận video sớm nhất nhé.